Sáng nay 28 tháng 2, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc quan tâm chăm lo đời sống cho người dân vùng phong tỏa cách ly y tế tại huyện Kim Thành. Trên địa bàn huyện Kim Thành hiện có hai xã là Kim Liên và Ngũ Phúc thực hiện phong tỏa cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Thực tế kiểm tra và trao đổi với các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm dịch tại các chốt kiểm soát, các tổ COVID cộng đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản quan tâm tìm hiểu về tình hình đời sống của các hộ gia đình trong hai khu phong tỏa cách ly y tế phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện kim thành yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch ổn định đời sống và phát triển sản xuất các tổ covid cộng đồng và lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời chuyển ngay tất cả các xuất quà gồm những nhu yếu phẩm đến các hộ khó khăn trong vùng cách ly và tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các gia đình để báo cáo các cấp lãnh đạo quan tâm kịp thời